kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Văn Thể học Chu Ngọc Anh hốt hụi chót trước khi vào lò. Tin về ông Nguyễn Văn Thể đã bị thuyên chuyển sang Ban Kinh tế của Trung ương để dự bị chuẩn bị vào lò đã có từ tháng 7 năm 2022. Đến hội nghị Trung ương lần thứ 6 tới đây hứa hẹn nhiều sự thay đổi rất lớn về nhân sự. Cả ủy viên Bộ Chính trị và thậm chí người trong tứ trụ cũng đang lung lay rất nhiều. Hầu hết những người bị phế truất, họ biết trước số phận của họ khi xã hội biết. Có người biết rằng số phận không thể thay đổi được thì họ sẽ vơ vét được gì thì được. Trường hợp ông Chu Ngọc Anh là một ví dụ rất rõ nét. Khi có thông tin ông này vào lò, ông đã ký hàng tá các loại chức vụ ban ngành tại Hà Nội để thuyên chuyển và tăng chức cho nhiều người. Đây được xem là hành động mua quan bán chức trước khi bị mất quyền lực, mà nói theo ngôn ngữ của người miền Nam là hốt hụi chót. Vào ngày 2 tháng 6, trước khi bị bắt, ông Chu Ngọc Anh trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký các quyết định số 1855, 1868 và hàng loạt các quyết định khác để bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới cho một số đơn vị, cơ quan trên địa bàn toàn bộ thành phố này. Đây là hình ảnh trước khi vào lò, Chu Ngọc Anh vẫn còn vét cú cuối. Cụ thể như sau, quyết định số 1886 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, 44 tuổi, Trưởng phòng hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Còn quyết định số 1855 bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang, 38 tuổi, phụ trách phòng tổng hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Quyết định số 1868 thì bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sáng, 51 tuổi, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội. Quyết định số 1889 thì bổ nhiệm ông Mai Xuân Trường, 41 tuổi, Trưởng phòng Tổ chức Biên chế Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Quyết định số 1888 thì bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Toàn, 34 tuổi, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội giữ chức Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm cũng là 5 năm. Còn tại quyết định số 1869 thì bổ nhiệm ông Vũ Trung Thành, 55 tuổi, Chánh văn phòng Sở Tài chính thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh khi còn có dấu hiệu thành củi thì Nguyễn Văn Thể cũng cho sống dậy bốt bẩn cai lệnh. Sau đó 4 ngày, chiều ngày 6 tháng 6 thì Bộ Chính trị đã triệu tập hội nghị Trung ương bất thường kỷ luật khai trừ Đảng với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ theo điều nghị của Bộ Chính trị. Chiều ngày 7 tháng 6, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã họp chuyên đề về công tác nhân sự với 100% đại biểu có mặt đã quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh. Tới chiều tối cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Chu Ngọc Anh để đưa điều tra về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều số 219 của Bộ luật hình sự. Sắp tới hội nghị Trung ương thứ 6, ông Nguyễn Văn Thể cũng đang cho làm sống dậy chạm bốt cai lậy vốn bị người dân phản đối từ nhiều năm trước đây. Vào ngày 25 tháng 9, ông Nguyễn Văn Thể đã thông qua Cục Đường bộ Việt Nam cho phép bốt cai lậy hoạt động trở lại. Có lẽ Tổng cục Đường bộ làm nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối cùng, vì ngày 1 tháng 10, ông Thể đã cho xóa sổ Tổng cục Đường bộ. Chủ đầu tư dự án bốt cai lậy có thể đã chung chi cho bộ một cách đầy đủ, nên giờ đây ông Nguyễn Văn Thể đã cho khôi phục lại để trả nợ cho đối tác. Đây là hình ảnh Tổng cục Đường bộ bị giải tán. Có thể nói ông Nguyễn Văn Thể là người làm cho người dân bất bình nhiều nhất. Trạm bốt bẩn mọc dày đặc khắp nơi trong cả nước, góp phần của ông trong việc đó. Và trước tin ông rời ghế, ông đã không quên làm một thương vụ vì lợi ích bản thân, tương tự như vụ Chu Ngọc Anh đã làm. Quan chức của Đảng Cộng sản có một điểm chung là dù biết sắp vào lò cũng vét, miễn sao có cơ hội vét là họ sẽ vét. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lò Công Trọng táp lửa vào nhà Phạm Bình Minh, còn cửa hậu nào cho ngài Phó Thủ tướng hay không? Vụ chuyến bay giải cứu giờ phát tác đến sát sườn nhà ông Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh
và ngày càng tiến tới án kỷ luật, chưa biết đến mức nào. Khiển trách hay thuyên chuyển đây? Vào ngày 26 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, do có những vi phạm trong việc tổ chức các chuyến bay giải cứu. Đây là hình ảnh lò đã đặt trước cửa nhà ông Phạm Bình Minh. Được biết, tại kỳ họp thứ 20 diễn ra vào hai ngày 23 và 26 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Cá nhân được đưa lên thớt kỳ này thì có ông Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, với tội danh là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, của pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cũng theo cách kết luận quen thuộc của chiến thuật đốt lò bấy lâu nay là họ kết luận rằng hai cá nhân này đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm sai lệch chủ trương đúng đắn, nhân đạo của Đảng, nhà nước trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của các tổ chức đảng. Ông Tô Anh Dũng đã bị bắt giam giữa hồi tháng 4 vừa qua, còn lại ông Nguyễn Quang Linh thì đang chuẩn bị cho sổ khám nốt. Nhiều người quan tâm nhân vật Nguyễn Quang Linh hơn Tô Anh Dũng bởi Nguyễn Quang Linh là người sát cánh với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Việc kỷ luật ông Nguyễn Quang Linh được xem là bước đệm để tiến tới xử lý ông Phạm Bình Minh. Đây là hình ảnh ông Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy là xem như lò của Nguyễn Phú Trọng đã mang tới trước cửa nhà ông Phạm Bình Minh và bắt đầu châm lửa. Hiện nay lửa táp vào cửa và không biết cửa nhà ông Phó Thủ tướng họ Phạm chống đỡ được bao lâu. Việc thoát cửa chính xem ra là khó. Có thể ông Phạm Bình Minh nên tìm ra cửa hậu mà trốn khỏi chiếc ghế mà ông đang ngồi. Cũng phải biết rằng ghế của ông là bước đệm để nhảy vào tứ trụ, nên hiện nay có rất nhiều người đang thèm khát chiếc ghế của ông vậy. Nếu không giữ được thì nên buông, chứ bám chặt quá thì rất có thể sẽ chuốc họa vào thân. Hội nghị Trung ương 6 sắp diễn ra, hứa hẹn có một cuộc chạy đua và thay máu nhân sự. Việc ông Trọng cho nhóm lò cháy bùng là cách để ông tạo chỗ trống và xếp nhân sự mới trong thời gian tới. Theo thế giới ngầm hậu trường chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, người ta ngửi thấy sát khí khắp nơi. Phe phái bây giờ không còn phải một mà còn rất nhiều phe phái đã được chia ra. Có phe của 5 ủy viên Bộ Chính trị, có phe của 1 ủy viên Bộ Chính trị và 1 cựu ủy viên Bộ Chính trị, và có nhiều phe độc nhất 1 ủy viên Bộ Chính trị và nhiều ủy viên Trung ương Đảng. Sẽ có kẻ thắng người bại, và rồi kẻ thắng lại chiến tiếp để giữ chiếc ghế đã được đoạt lấy. Hiện nay ai cũng dính phốt tham nhũng, nên việc ông Tổng Bí thư cho điều tra rồi dùng nó như một công cụ để triệt hạ, xem ra đấy là vũ khí lợi hại nhất. Chỉ có quyền lớn như ông Tổng Trọng làm thế, còn quyền lực chưa tới, dùng cách này sẽ chuốc họa vào thân. Đây là hình ảnh chiếc ghế của ông Phạm Bình Minh ngày càng bấp bênh. Trong tình hình rối ren như thế, nếu không thể giữ được ghế thì cáo bệnh rút lui có thể là cách hay nhất cho những ai biết né tránh tai họa. Ông Nguyễn Bá Thành đã phải trả giá cho sự cứng đầu của ông. Đối thủ ông ấy có vẻ lì lợm và là vật cản đường không chịu nhường bước thì họ sẽ ra tay. Đó chính là bài học không những cho ông Phạm Bình Minh mà cho bất kỳ quan chức cộm cán nào của Đảng Cộng sản.